Công cụ Report trong Autodesk Docs cung cấp quyền truy cập vào các báo cáo liên quan đến vai trò của các bên liên quan trong suốt quá trình thực hiện dự án. Mỗi khi một báo cáo được tạo, người tạo báo cáo và những thành viên được cấp quyền có thể tải xuống và xem các báo cáo liên quan một cách nhanh chóng và dễ dàng. Bên cạnh đó, công cụ Report cũng hỗ trợ lên lịch tạo báo cáo và chia sẻ thông tin đến các thành viên trong nội bộ dự án, hoặc trong một số trường hợp sẽ xuất thông tin đến thành viên bên ngoài dự án tùy vào phân quyền của quản trị viên. Với công cụ Report, vấn đề số hóa quy trình quản lý các báo cáo định kỳ, báo cáo vấn đề không còn là vấn đề đáng lo ngại của các bên tham gia dự án.